Xin chào các anh chị và các bạn Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 73 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp chủ đề của phần 73 này là nữ lão bàn chua băng ru sản lão băng ru sản như vậy cái tựa đề này có nghĩa là gì nào chúng ta cùng phân tích nha lão bàn không thì là ông chủ mình xem mấy cái phim Trung Quốc mình thấy những cái người cấp dưới hay gọi trên là lão bàn đó rồi Đi lão bàn tức là bà chủ lão bàn không thì là ông chủ nì lão bàn là bà chủ chua chi chi rển chua đây là làm chi chi rển là người máy người máy chi chi không ông nói việc là từ cơ khí còn rển là người chi chi rển là người cơ khí tức là người máy rồi băng rú sẵn chỉ rảnh, băng ru là để giúp sẵn chỉ rảnh là người tàn tật hay là người khuyết tật sẵn chỉ là tàn tật sẵn chỉ rảnh là người tàn tật người khuyết tật cũng được. Rồi mình đọc lại một lần nữa. đi lão bàn cho chi si rảnh, băng ru sẵn chỉ rảnh. Sau đây là phần nội dung chi tiết. Đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc trước một lần để xem mọi người nắm bắt được nhiều không. Sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. Xin mọi người cùng nghe lắng nghe nào. Quân Duy Yên, chín nền ngủ sự sư xuê, Tại Bắc Kinh khai lập một cơ công sư. Tha đờ công sư sư, Chủ chi sĩ nhân đờ. Quân Duy Yên, chín nền ngủ sư xuê, 在北京开了一个公司，他的公司是做机器人的。二零零三年，他在工作的时候失去了右臂，现在他可以用左手写字、开电脑、打字。温玉燕的工作。

quên duy gian quên này là hồ ôn ví dụ như là ôn gia bảo hay gì đó rồi ở trước có ông thủ tướng trung quốc ông ôn gia bảo đó quên duy là chữ duy là chữ ngọc và gian là chữ diễm như vậy là ôn ngọc diễm cái tên riêng chí nén u sự sư xuê năm nay 54 tuổi chí nén u sự sư xuê Chai bày chiến khai là cung Chai bày chiến ở đâu xong mới làm gì? Như vậy là chai bày chiến là ở Bắc Kinh Rồi mới khai là gì cơ? công sứ đã mở một cái công ty Như vậy là đã mở một công ty ở Bắc Kinh Thá tờ cúng xưa à, Công ty của chị là Là công ty gì đó ha sư? Chô chi si rỉnh tơ Chô chi si Là tơ đây tức là tơ công xưa đó Công ty của chị ấy là cái công ty à, Chuyên sản xuất Người máy rồi mình không biết là sản xuất người máy là sản xuất cái gì cái gì đó thì chúng ta xem tiếp nội dung sau mình đọc lại một lần nữa ha Quân Duy Yên chi nẻ ngủ sự sư khai là yi cơ công sư Tha công sư sư Zô 2003 chi 2003 tờ 2003 Tha Zài Cung Zô tờ sư Khi chị làm việc Chai cung cho là khi làm việc. Chai cung cho là khi chị đang làm việc. Sư chi là yô bi. Sư chi là bị mất đi. Từ sư là chữ thất là mất. Sư chi là mất đi. Bị mất đi. Mất đi cái gì? Yô là cánh tay phải. Sầu là cái bàn tay ở bên dưới. Còn cái bi này là, là nguyên cái cánh tay. Như vậy là yô bi là cái cánh tay phải. Rồi. Sơ chi là yêu bị mất đi cánh tay phải xin là hiện nay tha khởi gì dùng chỗ sổ sẽ hiện nay chỉ có thể dùng tay trái tha khởi gì dùng chỗ sổ sẽ là viết chữ khai tiên nọ là để mở uh, máy tính tài sư là đánh chữ vân vân mình đọc lại một lần nữa ha ở lĩnh lĩnh 他在工作的时候失去了右臂，现在他可以用左手写字、开电脑、打字。温玉燕的工作非常忙。温玉燕的工作工作为估计，更工位估计，欧 n phê chẳng mãn là cực kỳ bận rộn. Tan sư tha hành khoai lơ. Hoặc là tan sư tha hành cao xin cũng được khoai lơ là bằng với cao xin thôi. Nhưng mà chị lại rất vui. Chị rất vui. Yên quay tha chua tờ chi si Bởi vì những cái người máy mà do chị làm ra. Tức là do công ty của chị làm ra ta hiểu như vậy. Yên quay tha chua tờ chi si rẩn. Khớ gì bắn ru hành tố sản chỉ rẩn. Có thể giúp đỡ rất nhiều những người tàn tật

À, chị ấy nói chị hy vọng có thể giúp đỡ họ, tham mê là họ họ là ai đó là những người mà khuyết tật đó. Rồi. si quan băng tham làm một số việc. Tha si quan băng Thì vừa rồi là nội dung chi tiết của cái đoạn văn ngắn này. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn cùng đọc theo mình nhé. Phần này các bạn đọc càng nhiều càng tốt cho nó quen miệng, quen lưỡi, nó phát âm, nó trôi chảy. Chúng ta bắt đầu nào. <laughs> Quân Duy Yên, chi nẻn ngủ sử sư xuê. Tại Bắc Kinh khai lập một cái công ty. Tại Bắc Kinh khai lập một cái công ty. 二零零三年，他在工作的时候失去了右臂。现在他可以用左手写字、开电脑、打字。 温玉燕的工作非常忙，但是他很快乐，因为他做的机器人可以帮助很多残疾人。 Ta说, và sau đây thì xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc lại với cái tốc độ nhanh một chút để mọi người luyện nghe nhé vừa rồi chúng ta luyện đọc bây giờ chúng ta luyện nghe các bạn có thể không nhìn lên màn hình cũng được và chúng ta nghe đi nghe lại nhiều lần làm sao mà mình nghe thật là tự nhiên không có phải căng thẳng suy nghĩ không phải nhớ từ gì hết á thì xem như mới là thành công được và sau đó kế tiếp nữa là mọi người kể lại học thuộc luôn và kể lại nếu kể lại được thì xem như là chúng ta hoàn thành tốt đẹp cái bài này xin mời mọi người chúng ta bắt đầu nghe nhé Bắc chi <laughs> khai là dĩ cờ cung 他的公司是做机器人的。二零零三年，他在工作的时候失去了右臂，现在他可以用左手写字、开电脑、打字。温玉燕的工作非常忙，但是他很快乐，因为他做的机器人可以帮助很多残疾人。 Tha说, và đến đây là mình kết thúc phần 73 của cái à, chương trình học qua những cái bài văn ngắn này chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả mọi người nhớ cho thầy một like nếu cảm thấy à, giúp ích được cho mình và nhân cái à, mùa dịch bệnh này mình cũng chúc cho mọi người cùng với những người thân ở trong gia đình được an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này nhé à, xin chào